Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái trang để mà tạo logo rất là hay mà trước đây mình đã sử dụng rồi. Đấy là trang loca.com. Thì ngày xưa tên của nó không phải là loca.com mà tên ngày xưa của nó là logojoy.com. Thì đây là một cái trang rất là hay. Tại sao mình lại giới thiệu với các bạn trang này chứ không phải là một cái trang khác? Là bởi vì cái trang này thứ nhất ấy là nó sử dụng cái thuật toán AI nên nó sẽ tạo ra cái logo khá là thông minh và linh động. Và cái thứ hai là cái logo nó tạo ra ấy, nó sẽ bám gần như sát theo cái ý tưởng mà bạn đưa ra, tức là cái đầu bài bạn đưa ra ấy, thì là logo nó sẽ sau khi nó sử dụng thuật toán nó đưa ra thì rất là sát. Và cái thứ ba ấy là nó cho phép sau khi mà các bạn đăng ký cái tài khoản đấy thì nó sẽ cho phép các bạn là lưu lại toàn bộ cái thông tin mà các bạn đã tạo ra, và trong cái quá trình sử dụng các bạn có thể thay đổi, chỉnh sửa. Để bắt đầu nhé thì các bạn sẽ vào cái trang này loca.com, và phần dưới này để mình đang để tiếng Việt nhé, thì tiếng Anh của nó sẽ như này nhé. Đấy, thì mình tiếng Anh mình không được tốt lắm thì mình gõ chuyển sang tiếng Việt, gõ vào đây này. Đấy, tên của công ty thì các bạn để tên của các bạn nhé, tên mà cái logo đấy. Các bạn kích vào phần bắt đầu. Đấy, sau đó là các bạn chọn vào cái phần cái danh mục mà các bạn chuyên hướng về. Ví dụ ở đây là có nhà hàng này, tư vấn này, làm đẹp này, nhiếp ảnh này, sức khỏe các thứ này. Đây, cái này của mình thì mình là, ví dụ như mình là marketing chẳng hạn. Marketing online chẳng hạn. Digital marketing ấy. Đó, mình ấn vào phần tiếp theo này. Ở đây thì nó sẽ nói với bạn là bạn cần lựa chọn ra một số cái mẫu logo mà bạn cảm thấy ưng ý đấy, tức là mà bạn cảm thấy thích ấy. Đấy. Tức là các bạn cái này các bạn cần chọn làm sao để cho nó phù hợp với cái tiêu chí của mình nhé. Ví dụ như của mình đây là mình đang đưa ra là digital marketing, thì mình phải chọn cái logo gì đấy cảm giác nó hơi biểu tượng thiên về online một chút, về công nghệ một chút. Đấy. Mình sẽ chọn ra mấy cái nha. Ở đây có rất nhiều cái mẫu. Đấy, chọn ra. Đấy, đây chỉ là những cái mẫu gợi ý nha. Các bạn chọn bất kỳ cái nào mà các bạn cảm thấy thích. Rồi. Xong đó các bạn ấn continue. Rồi các bạn chọn ra cái màu mà các bạn định hướng đến. Cái này thì tùy nhá, nó còn phải phù hợp theo là cái màu đấy nó có phù hợp với cái biểu tượng của công ty không, hoặc là biểu tượng hoặc là cái mét của bạn đấy thì bạn chọn. Ở đây mình sẽ chọn là cái màu đỏ nhá. Và cái màu cam này. Đấy, continue tiếp. Và slogan này thì các bạn có slogan thì bạn thêm vào đây, hoặc không có thì các bạn bỏ qua và ấn vào continue. Tiếp theo thì đây là bạn chọn là một vài cái symbol, ký tự ấy. Đấy. Đây, sorry, tiếp này. Mà các bạn, đây là một số các cái mà các bạn hướng tới. Đây, sau đây mình chọn. Đây. Cái này nó dùng thuật toán AI nên là nó sẽ đọc một lúc để nó sẽ tạo ra cho bạn cái logo. Ok, đây. Bạn này thấy nó đang mát dần nhé. Đấy. Đây. Các bạn nhìn. Đấy. Rất là nhiều các cái ý tưởng nó đưa ra cho các bạn. Các bạn muốn xem thêm thì click vào cái phần Lot More nhé. Đấy, ở đây thì mình xem qua thì mình thấy hiện tại mình thấy cái này cũng hợp lý này. Hợp lý này. Đây, hoặc cái này. Đấy. Thì là sau khi chọn được một cái nhá thì bạn có thể ấn vào trực tiếp vào cái đó. Và các bạn chỉnh sửa thêm. Đây, thì các bạn sẽ chỉnh sửa ví dụ như là màu sắc này, tên này, icon này. Đấy.
thêm các cái đây nhá, thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây này nó sẽ đưa ra luôn cho các bạn các cái ý tưởng cái logo này trên các cái đây là trên các cái trang truyền thông luôn, ví dụ như là đây là trên trên mạng Facebook này, logo nó sẽ cái banner nó sẽ hiển thị ra như thế này đấy, hoặc là cái bộ brand kit thì nó sẽ hiển thị ra như này đấy. Đây là một trang khá là hay. À, cái phần này nhá, thì các bạn ví dụ như là sau khi tạo được như này nhá, các bạn mà muốn muốn lưu được những cái này thì các bạn cần phải tạo đăng ký tài khoản. Đăng ký cái tài khoản này ở đây thì không mất phí gì cả, ở đây mình đã đăng ký rồi thì nó sẽ vào cái phần là set logo nhá. Đấy thì các bạn có thể thấy này, đây đó, tạo ra phần set logo như này. Đấy, đây là các cái logo mà đã lưu lại. Đấy, thì các bạn chỉ cần tạo cái tài khoản mới thôi là các bạn có thể lưu được toàn bộ những cái logo mà các bạn, cái ý tưởng logo mà các bạn tạo ra. Thì sau khi mà có thời gian thì các bạn lại vào chỉnh sửa tiếp. Trên đây là mình đã hướng dẫn giới thiệu cho các bạn một cái trang trang web để tạo ra cái một cái bộ logo, bộ hình ảnh nhận diện thương hiệu khá là hay, mà từ trước đến giờ mình thấy trang này hợp lý nhất. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay thì hãy cho mình một like. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.